Xin chào các bạn đã đến với kênh Hoa Quả Sạch Cao Phong ạ. Có bạn xem kênh YouTube của mình, bạn bảo là cam của nhà bạn bị muội đen hay là bị rám đen không biết đó, và cái cách trị, cách phòng như thế nào. Thì hôm nay mình lại làm video mình chia sẻ với mọi người về cái bệnh bị gọi là bệnh muội đen ở trên quả cam, nó bám vào trên lá giống như hình ảnh mọi người đang nhìn ở trên video mọi người nhé. Đó là bị bệnh muội đen, nó khác hoàn toàn bệnh rám đen mọi người nhé. Đó, đây là vườn cam của nhà anh Ngọc Anh, dòng cam đường canh sen với cả cam V2 mọi người ạ. Đây là cam đường canh này mọi người này. Đấy, quả rất là đẹp luôn. Sai thật, cây này quá sai luôn. Mà bác vẫn chưa buộc này. Thì hôm nay mình sẽ làm video mình chia sẻ với mọi người về cái bệnh là bị bệnh muội đen ở trên quả mọi người nhé. Nó khác hoàn toàn bệnh rám đó mọi người nhá. Rám quả là do bị dòng con trích hút, nó hút như là nhện, nó hút nên là nó bị rám quả. Còn cái bệnh mà muội đen này như hình ảnh mọi người đang nhìn, đó là do một dòng con giày dẹp nó bài tiết ra những cái chất nhầy của cái con giày dẹp, và từ đó nó sản sinh ra một cái loại nấm, và cái nấm này nó ký sinh luôn từ cái dịch nhầy bài tiết của cái con giày dẹp, và nó tạo thành một lớp màng ở trên lá cũng như là ở cái thành quả giống như hình ảnh mọi người đang nhìn. Và mọi người có thể là lấy tay, giống như bạn là lấy tay bạn lau đi, hoặc là bạn lấy rẻ lau đi là nó cũng hết, là nó cũng lại trả lại một cái màu xanh của quả, của lá luôn mọi người nhá. Đó, ví dụ như lá như này mà nó bị chẳng hạn, mà mọi người cạo ra cái là y rằng là nó sẽ sạch bóng luôn, và nó trả lại cái màu xanh của quả, của lá luôn. Đó là cái hiện tượng, là nói lại với mọi người, đó là do hiện tượng bị muội đen bám ở trên quả và trên lá. Cái này nguyên nhân nó là do sự bài tiết của con giày dẹp, nó trích hút, nó bài tiết ra cái dịch tiết, và từ đó con nấm nó ký sinh trùng, nó sinh sản, nó sống ở trên cái bài tiết đó, và nó tạo thành một cái lớp màng đen bao bọc ở trên cái thành lá và thành quả mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ lại làm video mình chia sẻ với mọi người về cái cách phòng và trị cái bệnh này. Thì mình sẽ chia sẻ mọi người cái cách trị trước cái bệnh muội đen này mọi người nhé. Như bạn bảo là bây giờ có kịp không thì vẫn kịp mọi người nhé. Là cái bệnh muội đen thì cách trị, và mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách phòng và cách trị. Thì mình chia sẻ với mọi người cái cách trị trước là, thứ nhất là mọi người sẽ bây giờ là mọi người phải trước tiên là mọi người sẽ phải phun giày dẹp cộng với cả những cái thằng rong tẩy, rong rêu, và mọi người phun 2 lần kép mọi người nhé. Thì như ở hình ảnh ở trên mọi người có thể phun những cái dòng thuốc giày dẹp như là abamectin cho rẻ tiền, hoặc là có thể phun những thằng saikofood, hoặc là thằng sẹc Sài Gòn này, rồi là chai đầu hổ chẳng hạn. Đó, mọi người phun, tùy mọi người phun. Cái thuốc giày dẹp thì nó rất là nhiều mọi người nhé, nhưng quan trọng là mọi người sẽ cộng thêm cái thành phần là tẩy rong rêu giống như ở trên màn hình mọi người đang nhìn. Mọi người cộng vào để mọi người phun kép 2 lần thì nó sẽ tẩy sạch hết cái rong rêu. Đó là mọi người phun để mọi người tẩy luôn trong cái giai đoạn này mọi người nhé. Không, nó bám đi thì nó cũng làm để lâu. Cái bệnh này thì nó không nguy hiểm lắm đâu, nhưng để lâu nó sẽ dẫn ra tình trạng là nó làm mo lá và quả nó sẽ bị nhợt nhạt, nó không đẹp được. Mà lau thì nó lại sạch mà. Đó là cái cách để mọi người trừ bệnh như bây giờ mọi người nhé, như bạn nhé. Nó là cách trừ như bây giờ là mọi người phun như vậy. Còn mình chia sẻ với mọi người cái cách phòng. Thì cái phòng cái bệnh này, phòng cái bệnh bị muội đen này thì là mọi người phải phun từ rất là sớm, từ khi quả nó đã đậu bằng ngón tay mọi người nhé, là mọi người phải tiến hành mọi người phun rồi. Có nghĩa là mình phun phòng trừ con giày dẹp thường xuyên, thì mọi người định kỳ mọi người phun. Không thì mọi người thấp nhất thì mọi người cũng phải phun 1,5 tháng được 1 lần cái thằng giày dẹp. Thì mọi người phun, mọi người cộng theo dầu khoáng mọi người nhé. Thuốc giày dẹp thì như ở trên thôi. Đó, như là abamectin, hoặc là sẹc Sài Gòn, hoặc là saikofood, rất là nhiều luôn. Thuốc giày dẹp thì rất là nhiều đó mọi người. Nhưng mọi người cộng theo cái thành phần dầu khoáng. Thứ nhất, dầu khoáng nó bám dính, nó làm cho trừ được cả nhện nung nhung, tẩy sáng quả này, đẹp quả này, và nó còn làm cho một tráng một lớp thành ở trên quả này, thì nó sẽ tẩy được hết những cái con muội đen giày dẹp. Và thường xuyên phun cộng với dầu khoáng mọi người nhé. Đó là một cách phòng đầu tiên là mọi người phải phun phòng trừ từ sớm. Và cách phòng thứ hai là mọi người khi tưới thì mọi người chịu khó xịt lên trên cả cây. để làm sao rửa trôi những cái lấm bệnh, rồi là rửa trôi những cái nó muội đen đó. Cũng có thể xịt được mà, mọi người dùng bằng cái pep để mọi người xịt, nhưng mà tuyệt đối mọi người lưu ý mọi người đừng xịt khi cái chầu quả nó còn bé, nó chưa đậu hẳn mọi người nhé. Phải để quả to như chầu như này đổ đi chẳng hạn thì mọi người có thể mọi người xịt, hoặc là quả khi nó đã đậu rồi, nó rơi vào tầm tháng 6, tháng 7 đổ đi thì mọi người xịt. Đó là mọi người xịt lên để mọi người rửa trôi nó. Đó, thì nó cũng là hiệu quả mà mọi người mất công thôi, chịu khó mất công để mọi người xịt lên thôi. Chứ còn thật ra thì phun vẫn là hiệu quả nhất mọi người. Phun những cái dòng thuốc sau đó cộng những thằng dầu khoáng vào thì nó làm bóng quả chứ nó sẽ không làm rám. Đây này, đây mọi người nhé, đây là rám quả. Cái này là do nhện nung nhung nó hành hoại. Thì mình cũng đã có những video mình chia sẻ với mọi người về cái cách phòng trừ nhện nung nhung rồi. Cái này rám quả này là do con nhện mọi người nhé. Mọi người cậy không thể nào đi được. Đây là nó hút hết các cái diệp lục của cái quả này rồi. Đó, cái mé quả này nên nó làm cho biến dạng vỏ quả luôn, với cả là nó không đẹp được mã. Đây mọi người nhìn này, vỏ nó dày đấy. Đấy là có do con nhện nung nhung nó hút đấy. Vậy nên là mình cũng phải phòng trừ ngay từ sớm mọi người nhé. Thì cách phòng trừ thì mình đã chia sẻ với mọi người cái cách trị và cũng như là cái cách phòng cái loại bệnh muỗi đen này. Đó, thì bây giờ mình cũng xin mời mọi người tham quan vườn của bác Ngọc. Đây, vườn của bác Ngọc, bác để đây là do con này là do con dẹp kim mọi người. Bác phun rồi sao nó chết rồi bác nhé mọi người nhé. Con dẹp kim nó màu trắng nhưng bây giờ mình thấy con dẹp kim nó chuyển thành màu bạc rồi, nó chết rồi mọi người. Cái này là bác để con dẹp kim nhiều quá mọi người. Đấy, đây là vườn cam canh của nhà bác này. Đây là cam V2 này mọi người này. Đây này, nó cũng bị dẹp kim này mọi người. Đấy, đây cây cam canh này mọi người. Cũng sai quả nhá, không phải là không sai đâu mọi người. Này, cam canh này. Chính quả to như này bán thích hơn là quả bé mọi người. Quả bé thì bán cắt ít lâu mãi mới được một xốp, nhưng quả to này thì cắt cực kỳ nhanh. Rẻ hơn nhưng mà có khi lại là năng suất hơn. Đó, mà cũng không phải là không có quả mọi người nhé. Đấy, nhưng mà nó cũng không sai được hẳn như mọi năm thôi mọi người. Đấy, nhưng nó cũng có quả mà. Đấy, năm ngoái vườn này của bác cũng sai lắm, năm nay cũng vẫn được mọi người nhé. Đấy, cây này sai đẹp, nhưng mà bác ấy để bị rám với cả bị con dẹp kim nhiều quá mọi người. Đây là rám này với cả dẹp kim nhiều. Đây cũng là con dẹp kim này nó hút đấy mọi người, nó cũng làm cho xù hết cả vỏ ra. Đây mọi người này, dẹp kim này nhiều quá, nhà bác không nhận nhiều dẹp kim thật mọi người ạ. Còn cam canh bây giờ thì cũng thấy quả đây mọi người. Đấy, đẹp mà, cũng sai chứ không phải là không sai mọi người nhé. Đây, quả là cứ bé bé này mọi người, nhưng dẹp kim quá nhiều luôn. Vườn bác để dẹp kim nhiều quá, cực nhiều luôn. Đây này mọi người này, bằng chứng là dẹp kim nhiều quá nên là nó khả năng nó hút chết cả cành này luôn này mọi người này. Dẹp kim nó còn bám trắng hết cả đây mọi người này. Đấy, nên là mọi người có dẹp kim là mọi người phun ngay mọi người nhá, không để được mật độ nó dày như này. Cái con dẹp kim này nó lây lan rất là ác, nó lây lan theo chiều gió thổi đó mọi người, chứ còn nó không bò đi đâu. Nó chỉ lây lan theo cái chiều gió thổi thôi, gió bão càng nhiều thì nó thổi càng lung tung, nó bay càng nhiều mọi người. Nên là mình phải phòng trừ. Trời ơi, nhiều thế. Thì trong video mình cũng đã có những video mình chia sẻ với mọi người về cái cách trị con dẹp kim này rồi mọi người nhá. Thì những ai quan tâm thì mọi người sẽ vào mọi người xem những video mình chia sẻ với mọi người. Thì hôm nay tổng quan trong video mình cũng chỉ chia sẻ với mọi người là cái cách phòng và trị cái bệnh muỗi đen này bám trên quả thôi. Hy vọng rằng video hôm nay chia sẻ cũng là cái tư liệu để mọi người tham khảo. Rất là mong mọi người luôn đồng hành ủng hộ kênh cho mình. Mọi người xem, mọi người nhớ cho mình một like cũng như là ấn nút đỏ đăng ký phía dưới để ủng hộ tinh thần cho mình mọi người nhé. Và đến đây mình cũng xin tạm dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người ạ.